sẽ tan vỡ. Vậy mà sao anh vẫn thầm mơ? Tại sao em yêu anh không thuận lòng để tình ta sẽ hóa hư không? Giờ đến lúc anh phải nói vì yêu em anh qua mọi mệt. Thời gian quá cô đơn trong lòng mình, một niềm đau em nào hay biết. Từng ngày qua anh đã thấy nụ hôn em trao nay đã không ngọt ngào, từng vòng tay như xưa kia ấy khi ôm anh không còn cảm giác. Vì trong tim của em đã có một bóng hình thay thế anh bao tháng ngày, thà chia tay còn hơn sẽ đau thật đau vì người đã lừa dối. Thà cho em ra đi chính anh sẽ đau lòng, nhưng cô níu kéo làm gì, đừng bận tâm về anh cứ đi mà kệ anh, xin hãy cho nhau một lời thoáng. Thank you.